Thưa quý vị, ngày nay thì y học phát triển và thêm vào đó là nhu cầu làm đẹp của mỗi người chúng ta đều tăng lên theo thời gian. Vì thế mà việc niềng răng để làm đẹp hơn cho hàm răng của mình đã được các nha khoa thẩm mỹ chú trọng hơn. Do bởi đời sống vật chất của chúng ta ngày càng nâng cao, con người càng hướng đến cái đẹp nhiều hơn, cho nên không phân biệt giới tính, độ tuổi, tất cả đều mong muốn sở hữu một hàm răng đẹp để giúp nụ cười của chúng ta thêm tự tin và tỏa sáng hơn. Nếu như trước kia ao ước có một hàm răng đẹp là điều xa vời với những người có khuyết điểm về răng miệng, thì nay điều đó hoàn toàn có thể thành hiện thực với trào lưu niềng răng thẩm mỹ dành cho những ai muốn khắc phục những khuyết điểm về răng miệng của mình. Niềng thì chia làm rất nhiều loại, thưa quý vị. Niềng răng kim loại, niềng răng mắc cài sứ, niềng răng mắc cài pha lê, niềng răng bởi mắc cài trong hay là niềng Invisalign, tức là niềng máng trong, là một trong những cái loại niềng cơ bản nhất và được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, để chúng ta có thể niềng được loại nào thì còn phải xem là răng của chúng ta, cái kết cấu của chúng ta như thế nào và cái nhu cầu của chúng ta như thế nào, niềng trong thời gian bao lâu thì chúng ta mới có thể là áp dụng được cái loại niềng cho thật phù hợp. Và trước khi niềng thì chúng ta cũng nên hỏi qua ít là 1 cho đến 2 địa chỉ để chúng ta có thể đối chiếu được là cái sự so sánh nào nó sẽ phù hợp nhất với bản thân của mình, tránh là chúng ta chỉ đi một chỗ rồi nhiều khi là cái chuyên môn của cơ sở đó không được ổn thì chúng ta lại giao phó cái hàm răng mình cho họ, thì Phương nghĩ là cũng không nên. Và ngay bây giờ để giúp quý vị có một cái nhìn tổng thể hơn về niềng răng và cái cách giúp những người đang niềng răng có thể chăm sóc răng miệng của mình đúng cách, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn clip sau. Chào bác sĩ Cẩm Vân, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trò chuyện cùng với chúng tôi trong chuyên mục Cẩm Năng Sống ngày hôm nay. Chào Minh Tiệp, vâng chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thì độ tuổi nào là chúng ta thực hiện niềng răng được và ở độ tuổi của trẻ thì là bao nhiêu ạ? Thì từ 12 tuổi trở đi, quan điểm trước đây chúng ta bắt đầu niềng răng vì lúc đó đã thay hết răng sữa, là cái độ tuổi chung chung như thế. Tuy nhiên những cái quan điểm về sau này thì không những lệch lạc răng mà có khi các cháu còn lệch lạc xương hàm nữa. Cái sự tăng trưởng của xương hàm dưới và xương hàm trên nó không có đồng bộ với nhau, thì lúc đó nha sĩ lại khuyên mình nên can thiệp. Can thiệp một cách nào đó thì nó thuộc về chuyên môn, tuy nhiên cũng gọi là niềng răng đó. Thưa bác sĩ, thì niềng răng cho trẻ em và niềng răng cho người lớn khác nhau như thế nào? Minh Tiệp biết không, đối với người lớn á, là cái khung xương á, nó đã trưởng thành rồi và nó định hình rồi, cho nên gần như chúng ta chỉ di chuyển cái phần răng và chúng ta sắp lại cho đều. Nhưng còn đối với trẻ em á, là cái hệ xương hàm nó còn phát triển nữa, nó đang độ phát triển, thì chúng ta có thể can thiệp vào xương. Như vậy thì nếu mà trẻ hô hay trẻ mớm á, thì ngoài cái chúng ta can thiệp để cho răng nó cụp vào, nó bớt hô và nó chìa ra bớt mớm, thì chúng ta có thể di chuyển cái khung xương, chúng ta có thể can thiệp cho cái cằm ngắn lại hay dài ra được. Nhưng đối với người lớn không thể làm điều đó được. Những lưu ý trong giai đoạn niềng răng, thưa bác sĩ. Khi mà niềng răng á, thì chúng ta mang rất là nhiều mắc cài, đặc biệt là trong cái niềng răng cổ điển á, thì chúng ta mang rất nhiều mắc cài trong miệng á, thì việc ăn uống này, vệ sinh nè, rồi nó cấn vào môi má đó, vừa khó chịu và hơi đau một chút, thì cái mô của trẻ em á, nó tương đối đàn hồi, cho nên thực ra trẻ em thích nghi rất nhanh quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta là người lớn á, chúng ta niềng có vẻ khó khăn hơn một chút xíu đối với cái phương pháp niềng răng cổ điển. Còn nếu như phương pháp niềng răng hiện đại với những cái hệ thống máng trong á, ví dụ như những cái hãng Invisalign chẳng hạn, thì nó có một cái hệ thống máng trong, trong veo thôi, trong suốt, chúng ta đặt vô gần như vô hình vậy đó, thì cái máng này nó ép vào những cái răng và di chuyển. Thì đối với cái đó, khi chúng ta ăn chúng ta có thể tháo nó ra chẳng hạn, rồi chúng ta lắp vào vệ sinh sạch sẽ thì nó dễ dàng hơn. Còn trong những trường hợp mà đã niềng răng rồi thì thưa bác sĩ, chúng ta cần chế độ ăn uống cũng như là chăm sóc như thế nào là phù hợp ạ? Thì mình thấy rằng giai đoạn niềng răng á, các bố mẹ biết rằng nó rất là dễ sâu răng đó, cho nên để luôn luôn nhắc trẻ vệ sinh sạch sẽ, và đặc biệt là việc ăn uống của các cháu rất là khó khăn, cho nên nó là các cháu có thể bị gầy đi rất là nhiều trong cái giai đoạn, đặc biệt là 1-2 tháng đầu tiên, có thể gầy đi vài ký là chuyện bình thường, nên mẹ đừng có sót lắm. Nhưng trong giai đoạn này cần lưu ý về thức ăn loãng cho bé, không dai. Rồi sau 2 tháng là bắt đầu răng nó di chuyển. Cái giai đoạn đó sau khi kích hoạt khoảng 2 tháng răng nó di chuyển thì nó càng khó ăn hơn nữa. Cái giai đoạn bắt đầu di chuyển thì răng càng khó ăn hơn nữa. Nó rất là dễ nhét thức ăn. Cho nên giai đoạn gần như giai đoạn niềng răng của những cái 1 năm đầu tiên, từ 6 tháng đầu tiên là gần như ăn rất là mềm.
Cho nên cha mẹ chú ý nếu có con niềng răng á, thì là phải chú ý về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ và tất cả những cái vấn đề sinh tố đồ này kia phải bồi dưỡng cho trẻ trong cái giai đoạn đó. Đặc biệt là trong tình huống mà nhổ thêm răng nữa thì có thể là cháu sẽ rất là khó khăn và còn đau đớn nữa, thì cha mẹ cần có một cái sự chăm sóc đặc biệt hơn một chút xíu so với trẻ bình thường. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Cẩm Vân rất là nhiều đã dành thời gian trò chuyện cũng như chia sẻ rất là nhiều những thông tin bổ ích cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Mình chào khán giả và cảm ơn khán giả đã chú ý lắng nghe. Thì mình cũng chia sẻ trên cương vị là vừa là một người mẹ có hai đứa con niềng răng suốt mấy năm trời và cũng là vai trò một bác sĩ. Hy vọng là một số thông tin chút chút thôi sẽ gửi đến quý vị để quý vị muốn niềng răng cho con hoặc đang thì sẽ lưu ý những vấn đề này.